Nâng điểm thi ở Sơn La dễ như đi chợ. Nhân chứng Lê Văn Thời khai nhờ giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem điểm thi chỉ vì được người khách lạ đưa mảnh giấy có tên thí sinh. Hôm 17 tháng 10, ông Lê Văn Thời, chủ một nhà hàng ở thành phố Sơn La, khi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La thẩm vấn, đã khai quen ông Hoàng Tiến Đức, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo từ lâu. Giữa năm 2018, trong lúc đi mời rượu các bàn ăn tại nhà hàng, ông được một vị khách lạ mặt hỏi có quen biết ông Đức không. Sau khi đáp lời, ông Thời được người này đưa mảnh giấy có tên, số báo danh của một thí sinh nhờ ông đưa cho ông Đức xem điểm trước. Ông Thời thực hiện xong không hứa hẹn vật chất và cũng không rõ thí sinh có được nâng điểm hay không. Ngược với lời khai trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La cáo buộc ông Thời đã chuyển thông tin thí sinh Nguyễn Hà Phong cho ông Hoàng Tiến Đức. Kết quả Phong được 27 điểm cho 3 môn Toán, Văn, Lịch sử và sau khi chấm thẩm định bị hạ còn 11,4 điểm. Trong 4 ngày xét hỏi tại phiên sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La 15 đến 19 tháng 10, câu hỏi nhờ xem điểm hay nhờ nâng điểm được chủ tọa Quản Hữu Chiến đặt ra nhiều nhất với các nhân chứng là phụ huynh và người trung gian. Trong khi các phụ huynh đều khai chỉ nhờ xem điểm thì thực tế cơ quan điều tra xác định 8 bị cáo đã nâng điểm cho 44 thí sinh tại môn thi trắc nghiệm và ngữ văn tự luận. Trong số này, người được tăng nhiều nhất tới 26,55 điểm cho 3 môn, điểm thực tế môn toán là 0, vật lý 0,25, tiếng Anh 0,2 điểm. Trong 31 phụ huynh, người trung gian được hỏi, thứ nhất bà Lò Thị Trường thừa nhận có đưa 300 triệu đồng tiền uống nước để cảm ơn bị cáo Lò Văn Huynh, Phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo vào sau kỳ thi. Tuy nhiên, bà Trường khai chỉ nhờ xem nhưng thấy con được nâng điểm mới đến cảm ơn, nhưng người còn lại đều nói không hứa hẹn vật chất gì cả khi nhờ vả. Nhân chứng Đỗ Kim Quang, cựu giám đốc VNPT tỉnh Sơn La, cũng khai gặp ông Hoàng Tiến Đức nhờ xem kết quả ngày công bố cho con để kịp thời thay đổi nguyện vọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo khi chấm thẩm định đã phát hiện con ông Quang được tăng 5 điểm. Một số trường hợp khác như bà Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Quỳnh Nhai, ông Lê Trọng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đều khai nhờ xem điểm cho con bằng một câu nói. Thực tế, con trai bà Thành được nâng 13,65 điểm 3 môn toán, lịch sử, ngữ văn. Con trai ông Bình thì đỗ Học viện An ninh nhưng sau đó bị trả về do sau khi chấm thẩm định bị hạ 7,6 điểm. Cũng do con biết từ trước, ông Trần Văn Điện, cán bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thường xuyên thành phố Sơn La, nhờ bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng, xem điểm trước giúp bố thí sinh là con của người quen và đồng nghiệp. Ông cho rằng các phụ huynh vì sốt ruột nên muốn nhờ xem điểm trước để điều chỉnh nguyện vọng, chứ không nhờ nâng điểm. Sau công nhờ đó, ông khai không liên hệ gì với Nga. Ông Điện khai khi vụ án vỡ lở bị công an điều tra, ông mới biết các cháu nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm. Phản bác lại lời khai trên, bà Nga cho biết ông Điện nói là nhờ xem điểm và nếu có thể thì giúp đỡ để các thí sinh đạt được điểm số theo mong muốn. Bà sau đó đã sửa chữa bài thi để nâng điểm cho cả 4 trường hợp do ông Điện nhờ. Tuy không hứa hẹn gì về vật chất, nhưng sau khi 4 thí sinh được nâng từ 11,9 đến 17,75 điểm, bà Nga được công điện đến nhà cảm ơn bằng số tiền 1,04 tỷ đồng. Do tại phiên tòa, bị cáo Nga đã khai nhận 1,04 tỷ đồng, bà Sọn nhận 440 triệu đồng, ông Huynh lấy 1 tỷ đồng nâng điểm cho 2 thí sinh và ông Thủy cầm 500 triệu đồng để sửa điểm cho 3 thí sinh. Sau 4 ngày thẩm vấn, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để làm rõ hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong đó, tòa yêu cầu xác minh lời khai của ông Huynh nhận 1 tỷ đồng từ ông Nguyễn Minh Khoa, cựu Phó phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Sơn La. Đây là vụ thứ 2 trong 3 vụ án gian lận điểm thi Trung học phổ thông quốc gia bị đưa ra xét xử. Trong vụ án tại Sơn La bị trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại, thì vụ án tại Hà Giang sẽ phán quyết vào sáng 25 tháng 10. Riêng vụ án nâng điểm thi tại tỉnh Hòa Bình hiện mới ở giai đoạn
ra kết luận điều tra, song là vụ án duy nhất khởi tố tội đưa hối lộ và nhận hối lộ, bên cạnh tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Từ ngày 15 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La xét xử 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đỗ Khắc Hưng, cựu Trung tá, cán bộ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Sơn La, Lò Văn Huynh, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo, Cầm Tiêu Bụi Dọn, cựu Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Nguyễn Thanh Nhàn, cựu Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục, Đinh Hải Sơn, cựu Thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng Quản lý và Quản lý Chất lượng, Đặng Hữu Thủy, hiệu phó trường Trung học phổ thông Tô Hiệu,